Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Thị Mai sợ bị thịt hay ông Tổ muốn kiểm soát thường trực ban bí thư Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K01 là đơn vị trực thuộc Bộ Công an Đây là cơ quan chuyên đào tạo sĩ quan có nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam Ngoài nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ còn có nhiệm vụ bảo vệ các nguyên thủ khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bảo vệ các khu vực làm việc, các hoạt động, hội nghị của Đảng, Nhà nước, Cộng sản Việt Nam những quan chức cấp cao đặc biệt là các ủy viên bộ chính trị thì họ được hưởng chế độ bảo vệ riêng tức là những người này có đội cảnh vệ riêng luôn theo sát để bảo vệ họ bà trương thị mai trưởng ban tổ chức trung ương kiêm thường trực ban bí thư của đảng trong tình hình đấu đá nội bộ khốc liệt như hiện nay ai nắm hai cơ quan sau thì sẽ rất lợi thế đó là ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và bộ tư lệnh cảnh vệ ban bảo vệ chăm sóc cán bộ sức khỏe trung ương là con dao hai lưỡi. Họ có thể bảo vệ sức khỏe lãnh đạo, nhưng họ cũng có thể đầu độc lãnh đạo nếu họ được lệnh. Ban này rất đáng sợ. Chính sự mờ ám của nó mà lãnh đạo thả chọn đi nước ngoài chữa bệnh, chứ không dám để ban này chăm lo ở trong nước. Bộ tư lệnh cảnh vệ cũng là con dao hai lưỡi. Họ cũng có thể bảo vệ lãnh đạo, mà họ cũng có thể giam lỏng lãnh đạo nếu họ nhận được lệnh từ bên ngoài. Lãnh đạo càng cao thì càng khó thoát đặc biệt là những ủy viên bộ chính trị bị kỷ luật và đã bị phế chuất họ vẫn được bố trí đội cảnh vệ riêng tuy nhiên rất có thể đội đó không phải để bảo vệ họ mà là để giam lỏng họ mới đây bộ công an đã đề xuất bổ sung thêm ba đối tượng được cảnh vệ các cá nhân giữ chức vụ như thường trực ban bí thư tranh án tòa nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao không biết vì lý do gì mà bộ công an lại muốn tăng cường đội cảnh vệ cho ba người đó là bà trương thị mai thường trực ban bí thư, ông nguyễn hòa bình tranh án toán nhân dân tối cao và ông lê minh trí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường cảnh vệ cho trương thị mai bà trương thị mai là phụ nữ ít dính sâu vào đấu đá nội bộ tuy nhiên vào hồi đầu tháng 3 bà đã kiêm luôn chức thường trực ban bí thư chỉ cần nắm một trong hai chức mà bà trương thị mai giữ thì cũng đã là nhân vật quyền lực lớn đằng này bà mai kiêm luôn cả hai chức lớn khiến không ít kẻ thấy khó chịu. Để có được một suất trong bộ chính trị, người ta phải đấu đá trí tử. Thế nhưng chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương, bà Mai lại không chịu nhả ra. Có thể trước đây bà Mai không có kẻ thù nguy hiểm nào, nhưng giờ đây một mình bà giữa hai chức vụ lớn, thì thế nào bà cũng có kẻ thù nguy hiểm, đợi thời cờ. Theo đánh giá của người từ bên trong, bà Trương Thị Mai không hề kém cạnh các đống vải dâu trên chính trường. Không phải ngẫu nhiên mà bà leo tới chức thường trực ban bí thư đối với ông cựu chủ tịch nước nguyễn xuân phúc người ta không biết cảnh vệ đang bảo vệ ông hay đang canh chừng ông đây ngồi ở ghế thường trực ban bí thư bà trương thị mai cứng hơn ông võ văn thưởng rất nhiều ông thưởng không làm cho cấp dưới sợ nhưng bà mai thì lại khác người ta sợ phong cách ít nói của bà mai tuy ít nói nhưng đã nói là lời như kiếm sắc vậy bà nói là thực hiện đến cùng ông Tô Lâm đề xuất tăng cường cảnh vệ cho bà Trương Thị Mai, có lẽ để bảo vệ bà, bởi bà Mai là người của ông Tổng Bí Thư. Bà sẽ ra tay triệt hạ đối thủ về mặt đảng khi được lệnh. Việc tăng cường cảnh vệ cho ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí có lẽ sắp tới, ngành tư pháp sẽ có nhiều vụ án lớn gây thủ trúc án với những thế lực mạnh trong đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay cả Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức Khỏe Trung ương và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thì rõ ràng ông Trọng đang nắm trong tay đổ trời rất mạnh, khó ai dám làm trái ý ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trương Thị Mai sợ bị thịt hay ông Tô Lâm muốn kiểm soát thường trực ban bí thư này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng tay giữ đè, tay cầm búa, ông Thủ tướng tay chống đè, tay đỡ búa. Nền kinh tế của Việt Nam đang như một đoàn tàu lao dốc trong đó ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là người lái tàu. Vấn đề là làm sao để hãm đà lao dốc của con tàu khổng lồ này, đây là điều không hề đơn giản chút nào. Sự mục nát tồn tại ở khắp nơi, không biết đâu mà tháo gỡ cho xoẻ. Trong năm 2022, tình trạng y ạch của bộ máy nhà nước đã được nhiều người từ bên trong thông báo cho Thời báo chấm đề biết. Tuy nhiên, vẫn không thấy tờ báo nhà nước nào mạnh mẽ chỉ ra tờ huyệt này nguyên nhân được cho là thói quen hay ém những cái xấu của Đảng Cộng sản mà ra. Khi bệnh mới phát, thay vì nhìn nhận đúng bệnh, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không cho báo chí chỉ ra vấn đề, vì sợ sẽ làm xấu bộ mặt của nhà nước, làm xấu bộ mặt của Đảng. Đến hết quý 1 năm 2023, tình trạng này mới được đề cập trên báo chí nhà nước thì đã là quá muộn rồi. Bệnh đã trở nặng thì ông Phạm Minh Chính mới ra chính sách để khắc phục. Ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong tay có nhiều đồ chơi. Vào năm 2022, vụ án Việt Á bùng phát. Vụ án này được xem là vụ án lớn nhất sau vụ án Việt Á là vụ chuyến bay giải cứu. Đầu năm 2022, vụ Việt Á gây ra cảnh náo loạn bắt bớ từ trung ương cho đến địa phương. Chỉ cần một vụ Việt Á thôi cũng làm cho ngành y tế tê liệt. Quản chức không dám làm việc vì sợ sai dẫn đến cảnh bệnh viện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế từ ngành nghi căn hệ bệnh ủ lì lây sang các ngành khác trong cả nước. Suốt năm 2022, không khí trong các cơ quan nhà nước đã rất nặng nề. Ai ai cũng lo sợ bị bắt, lo sợ làm sai, khi làm thì ngó trước, ngó sau. Đến năm 2022, vụ chuyến bay giải cứu khiến tình trạng hoảng sợ lại càng tăng lên. Gần như không khí nặng nề trong cơ quan nhà nước không có thuốc giải. Càng về sau, tình trạng lo sợ càng tăng lên và đến hết quý 1 năm 2023 thì không thể che đậy được nữa. Tất nhiên, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam cũng nhận ra điều này và đang có biện pháp cứng với những quan chức ủ lì, sợ sai hoặc làm đối phó. Dù ông Thủ tướng có rắn với tình trạng này thì theo đánh giá của người trong cuộc vẫn rất khó để cải thiện tình hình. Thêm nữa mới đây, cơ quan tố tụng đã đề nghị đến 18 án ở khung hình phạt cao nhất là tử hình trên tổng số 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Án nặng như thế thì ai còn dám liều mạng ra mà làm việc. Thà không làm còn chịu nhẹ tội, còn làm mà sai thì gánh tội cho ông sếp của mình. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang ở thế chỉ lo mà chống đỡ. Ông Nguyễn Phú Trọng đang đứng đầu của đảng, đang là người có khả năng xem xét năng lực của ông Thủ tướng trước đảng. Ông Trọng cho đánh mạnh vào Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu mạnh đến mức có khả năng có án tử rất nhiều cho mọi người thì rõ ràng ông đã đặt ra một cái đe trước mặt ông thủ tướng ngoài ra trong tay ông tổng còn giữ một cây búa đó là quyền quyết định kỷ luật một ai đó thuộc về mặt đảng đánh án làm tê liệt bộ máy nhà nước rồi dùng kỷ luật đảng để kỷ luật ông thủ tướng vì không hoàn thành trách nhiệm mà đảng giao phó như vậy ông trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi trước ông phạm minh chính Việc của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chỉ là giơ tay để mà đỡ. Tay chống đè, tay đỡ búa, cố gắng để sự nghiệp chính trị của ông không phải đứt gánh giữa đường. Nhiều cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có đột chơi trong tay ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngày một gia tăng áp lực đến ông Phạm Minh Chính. Vụ chuyến bay giải cứu chỉ mới là kết thúc giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 nữa mới kết thúc giai đoạn 1 mà bộ máy nhà nước thì đã tê liệt thì không biết đến giai đoạn 2 nó sẽ ra sao đây ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính làm rất mạnh tay nhưng khó trị được bệnh ủ lì của bộ máy nhà nước. Mà không chỉ vụ chuyến bay giải cứu hiện nay còn có vụ đăng kiểm nữa. Vụ này được Bộ Công an thông báo là vụ Việt Á thứ hai. Ngoài vụ đăng kiểm còn có vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính đến nhiều chính quyền cấp tỉnh. Đặc biệt là vụ IC tại Quảng Ninh xảy ra vào thời kỳ ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy ở đây với những thứ đổi chơi khủng như thế ông Nguyễn Phú Trọng nắm trong tay thế chủ động, đánh thật mạnh vào bộ máy nhà nước sẽ tê liệt hơn nữa. Vậy thì ông Thủ tướng gỡ làm sao cho được? Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng tay giữ đè, tay cầm búa. Ông Thủ tướng tay chống đe, tay thì phải đỡ búa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.